Xin chào tất cả các bạn, mình là Thùy Uyên, cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Ở video trước, Uyên đã chia sẻ cho chúng ta 3 video về quyển sách Rich Habits của tác giả Thomas C. Coley. Thì không biết rằng các bạn đã theo dõi video đó chưa? Nếu bạn nào chưa theo dõi những video đó thì chúng ta có thể click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video để chúng ta dễ dàng theo dõi nội dung đó trước khi chúng ta bắt đầu vào video ngày hôm nay nha. Và video ngày hôm nay là một video cuối cùng của quyển sách Rich Habits này, là một phần mà đưa đến cho chúng ta cái kết quả của những trường hợp tác giả đưa ra trong phần 1, những người điển hình. Thì khi mà họ đã bắt đầu với một cái mức là hầu như là không còn gì để mất nữa rồi, người thì thất nghiệp, người thì phá sản, rồi có rất là nhiều trường hợp đúng không, người thì không có tiền cho con học đại học, là những cái người mà hầu như là tận cùng rồi, không còn cơ hội gì nữa rồi, và vô tình họ đã bắt gặp được cái chương trình đào tạo thói quen giàu có này. Thì không biết rằng kết quả họ áp dụng vào như thế nào, có thành công hay không và họ đạt được những thành công gì. Thì những cái vấn đề đó sẽ được chia sẻ trong video ngày hôm nay, kết quả cuối cùng của những người đó. Trước khi bắt đầu vào nội dung video thì Uyên chia sẻ một chút, đó là Uyên có liên kết với công ty Beastbook, công ty phát hành quyển sách này. Nếu bạn nào nghe xong những nội dung này và cảm thấy thích nội dung sách nói mà Uyên đang chia sẻ thì chúng ta hãy mua sách giấy ủng hộ cho tác giả, ủng hộ cho công ty phát hành sách nha. Đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới, bạn có thể click vào và chúng ta mua trực tiếp từ công ty Beastbook, công ty phát hành sách. Như vậy thì chúng ta sẽ tránh được trường hợp chúng ta mua nhầm sách lậu hoặc là sách giả trôi nổi ở trên thị trường. Các bạn hoàn toàn yên tâm là chúng ta mua được chính hãng từ công ty Beastbook. Rồi trong phần mô tả video ở bên dưới, Uyên cũng có đính kèm một cái group Facebook và chúng ta có thể click vào đó để tham gia vào trong cái group Facebook này. Uyên tạo ra nhằm tạo một cái sân chơi cho những người yêu thích sách nói, yêu thích giọng đọc của Uyên, có thể cùng tham gia vào đó và chúng ta giao lưu, trao đổi lẫn nhau, cũng như là có thể làm quen với nhau được dễ dàng hơn. Uyên hy vọng rằng sẽ gặp được các bạn trong group Facebook đó nha. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy đi vào nội dung cuối cùng ngày hôm nay, video thứ tư của quyển sách Rich Habits, tác giả Thomas C. Coley, phát hành bởi công ty Beastbook. Mời các bạn cùng lắng nghe. Rich Habits, thói quen thành công của những triệu phú tự thân. Tác giả Thomas C. Coley. Dịch giả Thảo Trần. Phát hành bởi công ty Beastbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Tóm tắt các thói quen giàu có. 1. Tôi sẽ tạo thói quen tốt và làm theo các thói quen tốt này mỗi ngày. 2. Tôi sẽ xác định ước mơ và tạo mục tiêu cho mỗi ước mơ. Tôi sẽ tập trung vào các mục tiêu ước mơ mỗi ngày. 3. Tôi sẽ dành ra ít nhất 30 phút mỗi ngày để nâng cao kiến thức và cải thiện kỹ năng bản thân. Tôi sẽ đầu tư vào bản thân mỗi ngày. 4. Tôi sẽ dành ra 30 phút tập thể dục mỗi ngày. Tôi sẽ ăn uống lành mạnh hàng ngày. 5. Tôi sẽ tìm cách xây dựng quan hệ bền vững với những người có chí hướng thành công khác. 6. Tôi sẽ sinh hoạt điều độ mỗi ngày. 7. Tôi sẽ hành động theo mục tiêu mỗi ngày. 8. Tôi sẽ thực hành tư duy tích cực mỗi ngày. 9. Tôi sẽ tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập. 10. Tôi sẽ kiểm soát ngôn từ và cảm xúc của mình hàng ngày. 11. Tôi sẽ làm công việc mình yêu thích. 12. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ. 13. Tôi sẽ chỉ đón nhận những niềm tin tích cực và loại bỏ mọi niềm tin tiêu cực. 14. Tôi sẽ tìm đến các cố vấn thành công. 15. Tôi sẽ tập trung vào các ước mơ và mục tiêu mỗi ngày. Tôi sẽ không để mình bị phân tâm khỏi mục tiêu. 16. Tôi sẽ chỉ đặt ra các mục tiêu tốt và tránh xa mục tiêu xấu. 17. Tôi sẽ mạo hiểm có tính toán để theo đuổi mục tiêu và ước mơ. 18. Tôi sẽ thực hành kiên nhẫn mỗi ngày. 19. Tôi sẽ nỗ lực làm tốt hơn những gì người khác kỳ vọng. 20. Tôi sẽ tạo nhiều dòng thu nhập. 21. Tôi sẽ dùng sức mạnh của sự tận dụng để đạt mục tiêu và hoàn thành ước mơ. 22. Tôi sẽ không để sợ hãi và ngờ vực ngăn cản bản thân hành động hướng đến mục tiêu và ước mơ. 23. Tôi sẽ tìm kiếm phản hồi từ người khác. 24. Tôi sẽ hỏi cho thứ tôi muốn hoặc cần. 25. Tôi sẽ lập danh sách những thứ không được làm và thực hiện theo mỗi ngày.
26. Tôi sẽ không ngại đặt câu hỏi để học hỏi từ người khác. 27. Tôi sẽ cố gắng gia tăng giá trị cho cuộc sống của người khác. 28. Tôi sẽ nuôi dưỡng các thói quen tạo hạnh phúc. 29. Tôi sẽ dạy người khác cách đối xử với tôi. 30. Tôi sẽ tìm kiếm sứ giả, những người giúp tôi hoàn thành mục tiêu và ước mơ của mình. Phần 3. Cách thay đổi thói quen. Thay đổi dù chỉ một thói quen cũng là việc rất khó. Bộ não chống lại chúng ta khi nói đến thay đổi thói quen. Hầu hết các thói quen mới hình thành sẽ biến mất sau một vài tuần. Điều tương tự xảy ra khi bạn cố gắng từ bỏ một thói quen cũ. Khi bạn mất động lực và ý chí hoặc bạn căng thẳng, những thói quen cũ lại xuất hiện. Tuy nhiên, nếu bạn biết cách thay đổi thói quen thì việc thay đổi không chỉ có thể mà còn dễ dàng. Ý thức về thói quen. Để thay đổi thói quen, trước tiên bạn cần có sự nhận thức về chúng. Nhận thức nghĩa là theo dõi mọi thói quen bạn có, từ lúc ngủ dậy cho đến khi đi ngủ. 3 ngày theo dõi là tất cả những gì bạn cần. Bạn nên làm việc này vào ngày trong tuần vì hầu hết thói quen bị kích hoạt bởi môi trường và trong những giai đoạn căng thẳng. Nơi làm việc là chỗ dễ gặp căng thẳng nhất. Chấm điểm thói quen. Bước tiếp theo trong quy trình thay đổi thói quen là chấm điểm các thói quen bạn hiện có. Đánh dấu cộng cho thói quen tốt và dấu trừ cho thói quen xấu. Bảng chấm điểm thói quen này là bàn đạp để giúp bạn thay đổi thói quen của mình. Đừng lo nếu hầu hết các thói quen của bạn là thói quen xấu. Mục đích của bài tập này chính là để bạn nhận thức về các thói quen xấu. Nhận thức là việc đầu tiên phải làm trong quá trình thay đổi thói quen. Khi bạn biết thói quen nào đang cản trở bạn, bạn đã có thông tin cần thiết để thay đổi cuộc đời. Không may là hầu hết mọi người hoàn toàn bỏ qua bước này và nhảy ngay vào bước tạo thói quen mới. Hàng triệu người làm thế mỗi năm khi họ lập kế hoạch cho năm mới. Họ không ý thức về thói quen hiện tại họ đang có, những thói quen tạo nền tảng cho cuộc đời họ hiện tại. Thay đổi thói quen đòi hỏi bạn loại bỏ thói quen xấu và sau đó tạo thói quen tốt mới. Mục đích là để điều chỉnh chiếc bập bênh thói quen của bạn về đúng hướng. Để làm được điều đó, bạn cần nhận thức được về những thói quen bạn đang có và sau đó xác định chúng là tốt hay xấu. Danh sách thói quen giàu có, thói quen buổi sáng. Giờ bạn đã xác định được các thói quen tốt và xấu của bản thân, bạn cần tạo một danh sách thói quen giàu có cá nhân hóa cho riêng mình. Danh sách này sau đó sẽ là một phần nếp sinh hoạt hàng ngày của bạn. Thay đổi thói quen là một quá trình, cần có thời gian để làm việc đó. Cách tốt nhất là tập trung thay đổi một vài thói quen đơn giản trước. Giai đoạn 1 trong quá trình này là lựa chọn một số thói quen sáng bạn muốn thay đổi trong thời gian 30 ngày tới. Mẹo về thói quen giàu có. 44% người giàu và thành công trong nghiên cứu thói quen giàu có của tôi thức dậy sớm hơn ít nhất 3 tiếng trước khi họ bắt đầu ngày mới. Thời gian buổi sáng này được dành cho việc đọc, phát triển bản thân, tập thể dục và các hoạt động khác như theo đuổi mục tiêu, theo đuổi đam mê, lên kế hoạch cho ngày mới, viết lách là một nghề tay trái họ đam mê, học nâng cao kiến thức, vân vân. Thời điểm sáng sớm này là sự đầu tư bạn dành cho bản thân mỗi ngày. Hãy dành chút thời gian để lập danh sách thói quen sáng của riêng bạn. Trong 4 tuần tiếp theo, đây sẽ là danh sách thói quen giàu có vào buổi sáng, được cá nhân hóa cho riêng bạn. Hằng ngày hãy tích bên cạnh những thói quen mới bạn thực hiện. Danh sách này sẽ giúp bạn có trách nhiệm duy trì các thói quen mới hàng sáng. Sau 30 ngày, những thói quen này sẽ bắt đầu bén rễ, tạo ra các khớp thần kinh trong não, phát triển mạnh hơn mỗi lần bạn lặp lại thói quen mới. Nếu bạn có thể tích 30% trở lên các thói quen mới, hãy tự khen thưởng mình. Cần hiểu rằng việc thay đổi dù chỉ một vài thói quen hàng ngày cũng sẽ có tác động sâu sắc đến cuộc đời bạn. Danh sách thói quen giàu có, thói quen trong ngày. Sau khi thực hiện danh sách thói quen giàu có vào buổi sáng trong ít nhất 30 ngày, giờ bạn có thể sẵn sàng chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Thay đổi thói quen trong ngày, sử dụng cùng quy trình phân đoạn thói quen giàu có. Mẹo thói quen giàu có. 63% người giàu trong nghiên cứu của tôi nghe sách nói hoặc podcast trong khi lái xe đến nơi làm việc và trên đường về nhà.
95% người nghèo trong nghiên cứu của tôi chỉ nghe nhạc hoặc các chương trình talk show trên radio trong khi di chuyển. 79% người giàu không hút thuốc, trong khi 46% người nghèo hút thuốc. Buôn chuyện hầu như luôn luôn mang tính tiêu cực. 94% người giàu trong nghiên cứu của tôi không tham gia buôn chuyện, trong khi 79% người nghèo buôn chuyện hàng ngày. 70% người giàu tiêu thụ chưa đến 300 calo đồ ăn vặt mỗi ngày, trong khi 97% người nghèo ăn hơn 300 calo đồ ăn vặt mỗi ngày. Người giàu dành các khoảng thời gian cụ thể trong ngày để trả lời email và thư thoại. Việc này cho phép họ tập trung làm việc và không bị phân tâm. Người nghèo trả lời email và thư thoại suốt cả ngày. Hãy dành thời gian tạo một danh sách thói quen giàu có trong ngày của riêng bạn. Một lần nữa, bạn cần dành ít nhất 30 ngày để thực hiện các thói quen trong ngày mới. Hãy tiếp tục thực hiện các thói quen buổi sáng, trong khi đồng thời kết hợp các thói quen trong ngày mới này vào nếp sinh hoạt của bạn. Danh sách thói quen giàu có, thói quen buổi tối. Sau 30 ngày tiếp theo, bạn đã sẵn sàng cho giai đoạn 3. Trong giai đoạn 3, bạn sẽ tạo các thói quen mới vào buổi tối. Một lần nữa, bàn đạp để tạo các thói quen mới buổi tối là bạn theo dõi thói quen bạn đã hoàn thành trước đó. Mẹo thói quen giàu có. 67% người giàu trong nghiên cứu của tôi xem TV dưới 1 tiếng mỗi ngày, trong khi 77% người nghèo xem TV hơn 1 tiếng mỗi ngày. 63% người giàu giải trí trên mạng Internet dưới 1 tiếng mỗi ngày, trong khi 74% người nghèo mất hơn 1 tiếng trên mạng Internet để giải trí, lướt Facebook, YouTube hay Twitter. 62% người giàu dành thời gian hàng ngày theo đuổi mục tiêu nào đó. Con số này ở người nghèo chỉ là 6%. Ngủ ít nhất 7-8 tiếng mỗi đêm có ích cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là não bộ. Người giàu trong nghiên cứu của tôi trung bình ngủ 7,5 tiếng mỗi đêm, còn người nghèo ngủ trung bình chưa đầy 7 tiếng. Trong cuốn sách Rich Habits, Poor Habits, sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, tác giả Thomas C. Cawley có viết: thói quen đại diện cho những hành vi, suy nghĩ, lựa chọn và cảm xúc vô thức. Một thói quen được hình thành khi các tế bào thần kinh, tế bào não nói chuyện với nhau lặp đi lặp lại. Thói quen có mục đích. Hãy dành chút thời gian tạo danh sách thói quen trong ngày của riêng bạn. Một lần nữa, bạn nên dành ít nhất 30 ngày thực hiện các thói quen mới mỗi tối. Tiếp tục duy trì các thói quen buổi sáng và thói quen trong ngày, trong khi cùng lúc kết hợp các thói quen mới buổi tối vào nếp sinh hoạt của bạn. Một khi danh sách kết hợp này được hoàn thành, hãy sử dụng nó mỗi ngày để giữ tinh thần trách nhiệm. Qua thời gian, các thói quen mới này sẽ trở thành tự động. Bạn không cần dùng đến ý chí hay suy nghĩ để duy trì chúng. Những thói quen này sẽ tạo nền tảng thành công cho cuộc đời bạn. Chúng sẽ mang lại thành quả, cải thiện đáng kể tình hình tài chính của bạn, làm bạn tự tin hơn và tự động đưa bạn tiến đến thành công. Chúng là một sự đầu tư vào bạn, vào sự phát triển của bạn và hạnh phúc của bạn. Hãy nghĩ về thói quen giàu có như những tinh thể tuyết trên sườn núi. Dần dần, những thói quen giàu có, giống như tinh thể tuyết, sẽ tích tụ lại. Bạn sẽ không nhận thấy sự tích tụ đó qua từng ngày, nhưng một lúc nào đấy, chúng sẽ tạo thành một trận tuyết lở. Một trận tuyết lở của những sự kiện thành công. Đó có thể là hoa hồng, tăng lương, thăng chức, công việc tốt hơn, khách hàng lớn hơn, hay đơn giản là sức khỏe tốt hơn. Nhảy cóc tới thay đổi thói quen. Có 6 cách hiệu quả để nhảy cóc tới thay đổi thói quen giúp thúc đẩy quá trình. Sáp nhập thói quen, luật giao du, thay đổi môi trường sống, tích tiểu thành đại, lịch trình thói quen mới và ngăn chặn thói quen xấu. Mỗi một phương pháp này làm cho việc thay đổi thói quen dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và cần ít ý chí hơn. 1. Sáp nhập thói quen. Hãy coi một thói quen hiện có, con đường tế bào thần kinh hiện tại như một con tàu trên đường ray, ngoại trừ việc nó nằm trong não bạn. Nếu bạn thêm một thói quen mới vào con tàu đó, giống như thêm một hành khách mới, bộ não sẽ không phản đối vì bạn đang không cố kiểm soát con tàu hay đường ray, bạn chỉ đang đi nhờ. Khi một thói quen cũ không coi một thói quen mới là mối đe dọa, nó sẽ không gây chiến với việc hình thành thói quen mới đó. Cơ chế hoạt động như sau. Giả dụ bạn muốn thêm một thói quen mới là đọc 30 phút mỗi ngày để phát triển bản thân, và giả dụ bạn có một thói quen cũ là tập thể dục trên máy leo cầu thang 30 phút mỗi ngày. Nếu bạn đặt một cuốn sách,
trên máy leo cầu thang và đọc cuốn sách đó trong khi tập thể dục, bạn sẽ gần như tức thì hình thành một thói quen kết hợp mới dính liền không rời. Yếu tố kích hoạt thói quen này là cuốn sách trên chiếc máy leo cầu thang. Còn đây là một ví dụ khác. Nếu bạn có thói quen cũ là uống cà phê hàng ngày và bạn muốn thêm một thói quen giàu có mới là uống một ly nước mỗi ngày, bạn sẽ đặt cốc uống cà phê trên cây nước, hoặc trên bồn rửa, hoặc trên tủ lạnh, bên cạnh chai nước. Khi não bộ nói với bạn đến giờ uống cà phê, đầu tiên bạn sẽ đi kiếm cốc cà phê. Tiếp đó, cốc cà phê sẽ trở thành yếu tố kích hoạt, nhắc nhở bạn uống nước. Thói quen kết hợp mới này sẽ chỉ mất vài ngày để thành nếp. 3. Kết giao với những người có thói quen bạn muốn. Thói quen cũ có thể được kích hoạt bởi những người bạn kết giao. Nếu bạn muốn bỏ một vài thói quen cũ xấu, bạn cần hạn chế thời gian giao du với những người có thể kích hoạt những thói quen xấu đó và bắt đầu kết giao với những người sở hữu các thói quen tốt mới mà bạn đang cố gắng hình thành. Bạn có thể tìm kiếm những người này trong các hội nhóm, các tổ chức phi lợi nhuận, các nhóm về làm ăn hay bất cứ nhóm nào tập trung theo đuổi các mục tiêu tương tự. Ví dụ, nếu một trong những mục tiêu mới của bạn là đọc nhiều hơn, bạn có thể gia nhập một nhóm đọc sách thường tổ chức các cuộc gặp gỡ định kỳ để thảo luận về những cuốn sách mà nhóm đã đọc. Một ví dụ khác là tìm kiếm những người thường xuyên chạy bộ hoặc tập thể dục và bắt đầu chạy bộ hoặc tập thể dục cùng họ. Một khi bạn chịu khó quan sát để thay đổi thói quen, bạn sẽ bắt đầu thấy có nhiều người có thói quen tương tự đó. Họ ở xung quanh bạn. Bạn chỉ nhìn thấy họ khi bạn đã quyết thay đổi thói quen hàng ngày. Đồng thời, thay đổi niềm tin cũng sẽ dẫn tới sự thay đổi lớn trong thói quen. Một cách để thay đổi niềm tin là thay đổi người bạn kết giao. Thói quen tốt là kết quả của việc có niềm tin tích cực. Kết giao với những người có niềm tin tích cực, hứng khởi sẽ tạo thay đổi trong hệ thống niềm tin của bạn. Niềm tin, giống như thói quen, lan nhanh ra như virus qua mạng lưới xã hội. Vì vậy, quyết định kết giao với những người có niềm tin tích cực sẽ thay đổi hệ thống niềm tin của bạn và những thói quen tốt sẽ cứ thế theo sau. 3. Thay đổi môi trường. Sẽ dễ dàng từ bỏ thói quen cũ và hình thành thói quen mới hơn khi môi trường của bạn thay đổi. Nhà mới, hàng xóm mới, bạn bè mới, công việc mới, đồng nghiệp mới, thành phố mới, vân vân. Tất cả cho bạn cơ hội nuôi dưỡng thói quen mới. Khi môi trường của bạn thay đổi, bạn buộc phải động não mỗi ngày. Đũa thìa, dao dĩa không còn ở nơi chúng từng ở nữa, nên bạn phải nghĩ. Đường đến nơi làm việc cũng khác đi, nên bạn phải nghĩ. Các trách nhiệm ở nơi làm việc mới không còn như trước, nên bạn phải nghĩ. Cuối cùng, bộ não sẽ buộc bạn phải phát triển thói quen trong môi trường mới để giảm tải cho não. 4. Tích tiểu thành đại. Sẽ dễ thay đổi thói quen hơn nhiều nếu bạn bắt đầu từ những thói quen nhỏ. Thay đổi nhỏ trong thói quen bao gồm việc bổ sung thêm những thói quen tốn rất ít công sức để thực hiện. Ví dụ, uống nhiều nước hơn trong ngày, uống thực phẩm bổ sung vitamin hoặc nghe sách nói trong khi di chuyển đến chỗ làm. Thay đổi nhỏ trong thói quen cũng có thể là cắt giảm các thói quen xấu hiện có. Ví dụ, giảm số lần hút thuốc trong ngày, giảm thời gian xem TV 30 phút mỗi ngày, hoặc giảm thời gian lướt mạng, xem Facebook xuống dưới 1 tiếng mỗi ngày. Thay đổi càng nhỏ thì càng dễ thực hiện, khả năng bạn duy trì được nó càng cao. Thay đổi nhỏ trong thói quen cho bạn đà tiến và tăng sự tự tin. Nó cho phép bạn thực hiện những thay đổi thói quen lớn hơn, phức tạp hơn trong tương lai. 5. Tập thói quen mới. 67% triệu phú tự thân trong nghiên cứu của tôi duy trì danh sách các việc cần làm hàng ngày. Đây là cách để đưa thành công vào cuộc đời bạn. Một trong các mẹo những triệu phú tự thân sử dụng là đưa các thói quen tốt hàng ngày vào danh sách việc cần làm của họ. Những thói quen cụ thể hàng ngày này tự động hiện diện mỗi ngày trong danh sách việc cần làm của họ. Cách này sẽ làm tăng tính trách nhiệm. Hàng ngày bạn phải có trách nhiệm với những thói quen mới bạn đang cố gắng hình thành. Nếu đó là những thói quen đơn giản thì sau một vài tuần bạn sẽ không cần đưa chúng vào danh sách việc cần làm, vì chúng đã trở thành thói quen rồi. Khi đó, bạn có thể chuyển sang thói quen mới khác bằng cách sử dụng quy trình đưa thói quen vào danh sách việc cần làm này. 6. Chặn thói quen xấu. Một mẹo để thay đổi thói quen là làm cho bản thân khó thực hiện một thói quen xấu hơn bằng cách tạo bức tường lửa giữa bạn và thói quen xấu đó. Ví dụ,
Bạn có thói quen xấu là ăn vặt muộn vào buổi tối trong khi xem TV. Bạn ăn đồ ăn vặt đó vì nó nằm ngay trên bàn bếp nhà bạn. Nếu nó không nằm trên bàn bếp, bạn đã không ăn nó. Vậy thì cách làm cho thói quen xấu này khó được thực hiện hơn là đừng trữ đồ ăn vặt trong bếp nhà bạn nữa. Thay vào đó, hãy dự trữ các đồ ăn lành mạnh. Thói quen ở đây không phải là ăn vặt mà là ăn vặt trong khi xem TV. Loại bỏ đồ ăn vặt có thể làm bạn ngừng ăn vặt, nhưng khi bạn ngồi xuống xem TV, có thể bạn sẽ tự dưng lần tay kiếm đồ ăn vặt. Tuy nhiên, lần này phần thưởng sẽ là một loại đồ ăn khác, tốt nhất là đồ ăn lành mạnh hoặc chí ít là đồ ít calo. Một thói quen xấu khác là mất nhiều thời gian lướt Facebook buổi đêm hay sau bữa tối. Một cách để làm cho thói quen này khó thực hiện hơn là tắt máy tính, hoặc chuyển máy tính xuống tầng hầm, hoặc ngắt kết nối Internet. Khi cần phải bỏ chút công sức để thực hiện thói quen xấu đó, bạn sẽ không thực hiện nó nữa nếu ý chí của bạn không đủ mạnh, và ý chí thường ở trạng thái yếu nhất vào cuối ngày. Thói quen giàu có phát huy tác dụng. Vị khách hàng. Khi họ lật đến trang cuối trong chương trình đào tạo thói quen giàu có, vị khách ngước nhìn người kế toán, J.C. Jobs, đang nhìn anh, nhoẻn miệng cười nhẹ. Thế nào? Ông hỏi. Rất nhiều thông tin. Đúng vậy, J.C. đáp, nụ cười lan lên đôi mắt ông và làm hồng lên hai gò má. Tôi muốn anh cầm tài liệu này về nhà và tối nay hãy nghĩ về chúng. Việc đầu tiên sáng mai là tôi muốn anh lôi tài liệu này ra và bắt đầu làm theo chương trình này. Ôn lại những thói quen giàu có một lần vào buổi chiều và một lần trước giờ đi ngủ. Hãy làm như thế trong 30 ngày tới. Làm theo chương trình, ôn các thói quen, sống theo các thói quen trong 30 ngày tới. JC viết ngày và giờ vào sau tấm danh thiếp của mình và trượt tấm danh thiếp sang phía bên kia bàn cho vị khách của ông. Tôi sẽ gặp lại anh sau 30 ngày. Vị khách thức dậy sớm vào sáng hôm sau, mắt vẫn còn díu lại vì chưa quen dậy sớm. Anh mở tập chương trình đào tạo thói quen giàu có mà J.C. Jobs soạn cho mình. Xem nào, anh lẩm bẩm. Thói quen giàu có số 1 yêu cầu mình phải liệt kê mọi thói quen xấu vào một cột. Vị khách làm theo hướng dẫn, lần lượt, anh bắt đầu liệt kê mọi thói quen xấu của mình. Không biết mình có bao nhiêu thói quen xấu nữa, anh rên rỉ. Theo hướng dẫn của J.C. và tài liệu chương trình, anh bắt đầu thay đổi các thói quen xấu, từng cái một, biến đổi chúng từ trong ra ngoài. Thói quen xấu, 1. Hay cá độ bóng đá. Thói quen tốt, hôm nay không chơi cá độ. 2. Hút thuốc, hôm nay không hút điếu nào. 3. Hay ăn hàng quán, chỉ đi ăn hàng một lần một tuần. 4. Hay đi làm muộn, ngày nào cũng đi làm đúng giờ. 5. Hay dậy muộn buổi sáng, luôn dậy từ 5 giờ sáng. 6. Ít quan tâm vợ con, ngày nào cũng đi dạo với vợ. 7. Hay ăn vặt, hôm nay không ăn vặt. 8. Hay chửi thề, hôm nay không chửi thề. 9. Hay đi bar, hôm nay không đi bar. 10. Hay xem TV, hôm nay chỉ xem TV 30 phút. Đây là những thói quen tốt mới của anh, những thói quen anh tuân thủ nghiêm chỉnh mỗi ngày. Việc này không dễ, nhưng anh rất muốn đổi đời, vì thế anh tuân thủ chúng. Vị khách bắt đầu nhận thấy những thay đổi nho nhỏ trong cuộc sống gần như ngay tức thì. Cá độ, anh học được rằng không chỉ bòn rút dần tài khoản ngân hàng mà còn lấy đi thời gian anh dành cho vợ và công ty của mình. Anh nhận ra rằng sau khi bỏ cá độ, anh không còn chôn chân mỗi tối ở quán nhậu để xem thi đấu. Như vậy, anh cũng không còn vật vã mỗi sáng khi thức dậy. Anh thấy mình có thể đi làm sớm hơn hẳn so với trước, kể cả khi phải hoàn thành các thủ tục buổi sáng của chương trình Thói quen giàu có. Đi làm sớm hơn cho phép anh làm được nhiều việc hơn, ngày làm việc kết thúc ít căng thẳng hơn và đúng giờ, nên anh cũng có nhiều thời gian hơn bên vợ mình. Mối quan hệ của anh với vợ bắt đầu thú vị hơn. Cô muốn có anh ở cạnh và dành thời gian cho anh. Doanh nghiệp của anh cũng dần dần bắt đầu được cải thiện. Anh không còn rút tiền khỏi tài khoản công ty để cá độ. Các khoản chi của công ty cũng dễ quản lý hơn nhiều. Nhiệm vụ tiếp theo của anh, thói quen giàu có số 2 là đặt ra các mục tiêu ngày, mục tiêu năm hiện tại, mục tiêu năm tới và mục tiêu dài hạn. Anh chưa bao giờ đặt mục tiêu trước đây, vì vậy việc này hoàn toàn mới mẻ đối với anh.
Đầu tiên, các mục tiêu ngày rất khó hoàn thành, nhưng anh đã vận dụng tư tưởng phải làm luôn, theo yêu cầu trong thói quen giàu có số 7. Sau vài ngày, anh đã làm được việc này. Anh thậm chí còn bắt đầu ngóng đợi được tích vào từng nhiệm vụ đã hoàn thành suốt cả ngày. Các mục tiêu năm của anh, những thứ mà ban đầu anh cho là thiếu thực tế, giờ đây anh thấy là có thể. Sự tự tin trong anh tăng lên mỗi ngày. Anh cảm thấy năng suất và tự hào. Trong anh thấm nhuần một tư tưởng mới rằng anh cuối cùng sẽ và có thể đạt đến hầu hết mọi mục tiêu của mình. Anh trở nên nhiệt huyết với công việc, nuôi dưỡng khao khát làm việc, thậm chí còn hết mình hơn. Doanh số của anh tăng lên nhờ có các cơ hội mới với công ty. Thói quen giàu có số 4 yêu cầu vị khách phải dành một phần thời gian mỗi ngày chăm sóc sức khỏe bản thân. Thể dục là việc anh chỉ làm bập bõm, nên kết quả là anh chẳng bao giờ có thể giảm cân. Anh đoán mình phải thừa cân khoảng 11 ký. Tệ hơn cả việc thừa cân là thói quen ăn uống thiếu lành mạnh của anh. Vì trước đây anh không hay ở nhà nhiều, mà thay vào đó thường đến quán nhậu trong vùng xem thể thao, nên anh không thường xuyên ăn cơm nhà. Hầu hết đồ ăn của anh là cánh gà chiên, bánh burger, khoai tây rán và bia. Để giải quyết vấn đề này, mỗi tối, anh và vợ đi bộ một tiếng cùng nhau sau bữa tối. Cả hai người cùng bắt đầu giảm được cân. Khi họ dần có động lực hơn trong việc giảm cân, họ bắt đầu để ý đến những gì mình ăn. Hơn thế, thời gian họ đi bộ cùng nhau làm gia tăng thêm mối quan hệ vợ chồng. Lần lượt, anh đưa từng thói quen giàu có vào cuộc sống của mình. Và ngày qua ngày, cuộc sống của anh thay đổi tốt đẹp hơn. Tất cả các mảnh ghép trong bức tranh cuộc đời anh bắt đầu có ý nghĩa. Anh biết mình đang đi đúng hướng và mọi thứ bây giờ thật khác. Khi ngày gặp mặt tiếp theo sắp đến, vị khách không nén nổi sự phấn khích của mình. Anh đã làm hệt như JC khuyên, anh đã sống theo những thói quen giàu có trong 30 ngày. Ngày hôm nay anh bắt đầu khác hẳn, như được sinh ra lần nữa, và từ trong thâm tâm anh biết rằng anh đang trên con đường đến với thành công cá nhân và thành công tài chính. Vị khách chia sẻ với JC về tất cả những gì anh đã làm và những thay đổi đã xảy ra một cách diệu kỳ trong suốt thời gian 30 ngày này. JC cũng rất hào hứng. Những thói quen giàu có của ông thực sự hiệu quả với người khác ngoài bản thân ông. Ông có thể thấy rằng vị khách của mình giờ đã thấm nhuần tư duy thói quen giàu có. Cuộc biến hình đã hoàn thành, JC rất hạnh phúc. Cảm ơn ông rất nhiều. Vị khách không ngớt lời cảm ơn khi cuộc gặp của họ sắp kết thúc. Tôi muốn anh giúp tôi một việc, JC nói. Ông liếc nhìn tấm ảnh của D-Nice trên mặt bàn. Bức ảnh được chụp trong một kỳ nghỉ của họ ở bãi biển Myrtle một năm trước khi cô qua đời. Cô đang tắm nắng và nụ cười tươi rói rói. Khi anh gặp người nào khác đang trong tình cảnh tài chính tương tự như anh vừa mới thoát ra, tôi muốn anh hãy giúp đỡ họ bằng cách đưa họ đến với tôi. Tôi sẽ làm cho họ những gì tôi đã làm cho anh. Tương tự như thế nào cơ? Vị khách hỏi lại. Có rất nhiều người ngoài kia đang sống chật vật. 95%. JC bổ sung thêm. Ông dừng lại và cân nhắc câu hỏi của vị khách trong chốc lát. Anh sẽ biết khi câu chuyện của họ khuấy động điều gì đó trong anh, khi câu chuyện của họ gợi lại những ký ức sâu đậm về giai đoạn khó khăn của anh. Anh sẽ biết khi anh nhìn vào con người tuyệt vọng đó và anh cảm thấy như mình đang thấy cuộc đời trước đây của mình qua một tấm gương. Khi anh bắt gặp người đó, tôi muốn anh hãy đưa họ đến với tôi. Anh sẽ làm điều đó cho tôi chứ? Vị khách đồng ý và đáp lại JC bằng một cái bắt tay quả quyết. Khi vị khách đã đi khỏi văn phòng, JC ngắm nghía bức hình của D-Nice trên mặt bàn. Ông thì thầm với cô. Chừng nào anh còn sống, anh sẽ làm hết sức để giúp đỡ những người khác thành công tài chính, D-Nice ạ. Để họ sẽ không bao giờ phải chịu gánh nặng anh vẫn mang theo bên mình mỗi ngày. Anh yêu em, D-Nice, và anh xin lỗi. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má JC, một cho sự hối hận và một cho niềm hy vọng. Thói quen giàu có phát huy tác dụng. Cô thư ký. Đi ngồi ở phía bên trái căn phòng, cô cẩn trọng dõi mắt nhìn những người xung quanh. Các bảng tên nhỏ nhắn bằng bìa các tông được đặt trước từng người trong căn phòng. Ngồi ngay cạnh cô là một người đàn ông hơi hói và thừa cân, tên Foynis. Ở phía góc phải căn phòng là một người hết sức lịch lãm khoảng trên 40, tên Herb. Trông ông không có vẻ thuộc về nơi này, nhưng Đi nhận ra rằng có lẽ thất bại đều hội tụ tại đây cả.
những người khác bắt đầu di chuyển về phía phòng đào tạo lớn, tìm chỗ ngồi có bảng tên của họ. Những người tham gia khác cũng đang nhìn ngó xung quanh, ai cũng có vẻ lo lắng, rụt rè. Đi cân nhắc lại suy nghĩ đó, không phải họ lo lắng hay rụt rè, mà là họ kiệt quệ. Cô quyết định thế. Làm gì còn cái tôi nào trong căn phòng này? Cô tự nhủ. Tất cả chúng ta đều trên một con tàu. Tiếng nói trong đầu cô vang lên. Con tàu Titanic sắp chìm. Cô bật cười với mình vì suy nghĩ đó. Chương trình đào tạo kéo dài 3 tiếng, người hướng dẫn cũng từng là một đống lộn xộn trong chuyện tài chính. Giờ đã trở thành người say mê những thói quen giàu có, nhiệt tình giảng giải cặn kẽ mỗi một thói quen. Sự nhiệt tình của ông lan tỏa đến mọi người trong lớp, những con người chai cứng bởi thất bại cười nói, đập tay với nhau và chia sẻ thân mật về những hoàn cảnh cụ thể của họ. JC dừng lại giữa chừng buổi đào tạo và nói lời động viên với tất cả mọi người. Đó là một việc cần thiết. Cả ngày hôm đó đầy hứng khởi. Đi cùng với 100 người khác như cô, động viên và vỗ vai nhau khi họ rời khỏi căn phòng. Với tập tài liệu chương trình trên tay, khoảnh khắc đó không ai trong số họ cảm thấy như kẻ thất bại. Đi trở thành một trong những học trò nhiệt huyết nhất của JC Jobs. Thói quen giàu có số 1 yêu cầu Đi phải liệt kê các thói quen xấu hàng ngày của cô. Cô tấn công mỗi một thói quen xấu như mãnh hổ vồ mồi. Tổng cộng, Đi phát hiện khoảng 10 thói xấu hàng ngày cô biết đang kéo cô lại phía sau. Theo hướng dẫn của tài liệu đào tạo, Đi thay đổi mỗi một thói xấu này và chúng trở thành những thói quen tốt mới của cô. Thói quen giàu có số 4 hướng dẫn Đi quan tâm đến sức khỏe của cô mỗi ngày. Cô chưa từng tập thể dục hay để ý những gì mình ăn trước đây. Kết quả là Đi không hề khỏe mạnh và gần như phát phì. Cô quyết định hạn chế lượng đồ ăn vào, còn 1.800 calo và tập thể dục tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Đi rất thích ăn uống, nên trong những ngày đầu phải tiết chế chuyện ăn uống. Cô thấy mình như bị bỏ đói vậy. Nhưng cảm giác cồn cào sớm biến mất dần. Thân hình Đi quá nặng nề để chạy bộ, nên đi bộ là lựa chọn tốt nhất cho cô. Cuối giai đoạn 30 ngày này, đi bộ và chạy chậm 45 phút mỗi ngày. Cân nặng của cô giảm kinh ngạc, 11 ký trong 30 ngày. Mình chưa bao giờ giảm được từng này kể từ khi tốt nghiệp phổ thông, cô tự hào với chính mình. Thói quen giàu có số 5 hướng dẫn Đi kiểm tra mọi mối quan hệ cô có và loại bỏ những quan hệ có tính phá hoại. Cô biết việc cô bị mất việc gần đây là do gia đình cứ chụp lên đầu cô những chuyện lúc nào cũng cấp bách lắm rồi. Những sự phân tâm này khiến cô cuối cùng không thể làm tốt công việc cũ. Khi cô là trẻ vị thành niên, bố mẹ Đi đã bỏ rơi cô và vứt cô lại cho một người dì không hề sẵn lòng chăm sóc. Dì của cô và các anh em họ coi Đi là một gánh nặng đối với họ và họ không hề giấu giếm điều này trước mặt Đi. Hậu quả là Đi mang một mặc cảm tội lỗi nặng nề vì đã phải nhận sự hỗ trợ từ họ. Mặc cảm tội lỗi này còn tiếp tục trong những tháng năm trưởng thành của cô và người dì cùng với các anh chị họ đã lợi dụng mặc cảm này để lừa Đi cứu họ khỏi những tình thế tài chính khẩn cấp. Mối quan hệ này là con đường một chiều đối với Đi. Họ chỉ nhận, nhận và nhận từ cô, không bao giờ trả lại. Cô quyết định rằng khi cô vững vàng lại trên đôi chân mình, cô sẽ không để bản thân bị họ lợi dụng lần nữa. Với lần lượt từng thói quen giàu có, cô bắt đầu làm mới bản thân. Một ngày nọ, khi đã thấy đủ tự tin, cô tìm đến sếp cũ của mình, John Andrews. Cô muốn có lại công việc và vị sếp cũ tốt bụng, bằng cách nào đó mà cô mời được anh ăn trưa cùng mình. Trong bữa ăn, Đi nói với John về chương trình đào tạo thói quen giàu có cô đang trải qua. John rất ấn tượng, anh có thể thấy hiệu quả của khóa đào tạo ngay trong sự giảm cân rõ rệt của cô. Đi nói với John rằng cô đã kéo mình ra khỏi những người anh chị họ đã thao túng mình và rằng cô sẽ không để mình bị phân tâm bởi bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì như vậy nữa. Cô nói với John, cô tự tin rằng mình sẽ có thể đáp ứng được những kỳ vọng cao mà John vẫn thường truyền đạt với cô. John đồng ý cho Đi quay trở lại để thử sức một lần nữa, theo như lời anh nói. Mặc dù Nina ban đầu phản đối về việc cô quay trở lại công ty, nhưng Đi và Nina đã sớm trở thành bạn thân. Nina, người điều hành hầu hết các hoạt động, nhận thấy mình dần giao phó ngày càng nhiều trách nhiệm hơn cho Đi. Vài năm sau, Nina đảm nhiệm vị trí CEO của Sunplay, còn Đi thực hiện các trách nhiệm điều hành của Nina.
Đi với sự hỗ trợ nhiệt tình từ J.C. Jobs đã tình nguyện tổ chức các buổi đào tạo thói quen giàu có cho toàn bộ nhân viên của Sunplay. Cơn sốt những thói quen giàu có thu hút toàn bộ tổ chức này. John cuối cùng bán lợi tức của anh ở Sunplay cho Nina, Đi và một số nhân viên chủ chốt khác. Tất cả họ đã làm việc rất chăm chỉ để phát triển công ty, trở thành một doanh nghiệp lớn hơn rất nhiều so với khi John để lại cho họ, khiến tất cả mọi người đều rất dư dả về mặt tài chính. Có lẽ, thứ quan trọng nhất có được từ sự lột xác của Đi sau chương trình thói quen giàu có là cuộc chiến của cô giành lấy sự kiểm soát về cân nặng và sức khỏe của mình. Ở tuổi 44, Đi có thể tự hào ngắm mình trong gương với thân hình thon gọn và khỏe mạnh. Để ghi nhớ cơ hội sống lại lần hai này nhờ những thói quen giàu có, Đi tham gia cuộc thi chạy bán marathon của bang Philadelphia hàng năm. Năm nay là năm thứ 21 Đi tham gia cuộc thi này. Thói quen giàu có phát huy tác dụng, chủ đại lý xe hơi. Herb có lẽ là một trong những người xuất chúng nhất trong tất cả các học viên thuộc lớp đào tạo thói quen giàu có. Các thiếu sót của anh không nhiều, nhưng số ít thói quen xấu anh có lại có tính hủy hoại đời sống tài chính của anh. Thói quen giàu có duy nhất anh nhận thấy mình vi phạm mỗi ngày là thói quen giàu có số 5. Tôi sẽ dành thời gian mỗi ngày để xây dựng những mối quan hệ lâu dài. Herb luôn coi khách hàng như món hàng dùng một lần. Anh chưa bao giờ dành thời gian xây dựng bất kỳ mối quan hệ nào với các khách hàng trong suốt sự nghiệp bán hàng của mình. Thái độ của anh đối với khách hàng thể hiện bởi các kỹ năng bán hàng cắt cổ, dù rất hiệu quả ở vai trò nhân viên, lại là mầm mống, ung thư đối với tổ chức của anh. Nó lây lan đến bộ phận dịch vụ, bộ phận tài chính và bảo hiểm, đến bộ phận khách hàng, tạo ra thứ văn hóa lánh xa khách hàng cũ. Hệ quả là đại lý buộc phải tìm kiếm khách hàng mới mỗi ngày, đơn giản vì khách cũ chẳng bao giờ quay lại mua xe. Tệ hơn là họ không thường xuyên chú trọng đến bộ phận dịch vụ, nguồn doanh thu chính trong bất kỳ đại lý xe hơi nào. Herb cam kết sẽ thay đổi văn hóa của đại lý của anh trở nên thân thiện với khách hàng hơn. Việc đầu tiên Herb làm là anh trưng ra một tấm biển lớn trước cửa đại lý, thay quản lý mới. Anh muốn tất cả mọi người trong, nhân viên và ngoài, khách hàng, đại lý biết rằng mọi thứ đã thay đổi tại đây. Tiếp đó, anh tìm đến vị sếp cũ của anh, người mà anh đã tranh cãi nhiều lần về cách anh xử sự với khách hàng. Anh tâm sự với sếp cũ của mình về chương trình đào tạo thói quen giàu có anh đang trải qua. Vị sếp cũ tỏ ra hứng thú với việc giúp Herb và đồng ý gặp anh hai lần một tuần để đào tạo cho anh các kỹ thuật quản lý quan hệ khách hàng hiệu quả. Anh cũng giới thiệu Herb với một vài mối quan hệ ngân hàng giá trị, giúp anh có thể đảo nợ hiện có và gia hạn cấp vốn mặt bằng sàn. Nhờ vậy, Herb có thêm thời gian anh cần để đào tạo lại nhân viên và thay đổi văn hóa của đại lý. Cuối cùng, công việc làm ăn của Herb cũng được cải thiện. Anh học được cách đối xử với khách hàng như thượng đế. Anh có thể trả hết các khoản nợ ngân hàng và không còn cần đến khoản cấp vốn mặt bằng sàn nữa, vì anh có thể tự bỏ vốn cho bãi xe của mình. Anh mua đại lý thứ hai vài năm sau đó, rồi cái thứ ba, thứ tư, vân vân, nhiều năm sau đó. Hiện tại, Herb không chỉ là một trong những chủ đại lý xe hơi lớn nhất New England, mà anh còn là một trong những người hướng dẫn hàng đầu tại Quỹ Thói Quen Giàu Có của J.C. Jobs, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi J.C., cung cấp chương trình đào tạo thói quen giàu có miễn phí cho những người không có phương tiện kinh tế để chi trả việc tham gia chương trình. Herb coi thành tựu đáng tự hào nhất của anh là anh đã đào tạo gần 10.000 người trong chương trình. Thói quen giàu có phát huy tác dụng, anh nhân viên bảo hiểm. Từ sau ngày tham gia khóa đào tạo những thói quen giàu có, Phoenix trở nên bận rộn. Anh xem lại từng thói quen giàu có. Anh xem lại từng thói quen giàu có, thứ khiến anh bận tâm nhất là thói quen giàu có số 3. Tôi sẽ trau dồi bản thân mỗi ngày. Bao lâu nay, Phoenix vẫn tự thuyết phục mình rằng anh ghét công việc anh đang làm và anh đã lỡ mất tiếng gọi cuộc đời mình, cho dù anh không biết tiếng gọi đó là gì. Vậy nên, anh chưa bao giờ thật sự hết mình với công việc. Điều này thể hiện rõ ràng qua sự coi thường không đọc bất cứ thứ gì liên quan đến ngành nghề của anh. Anh hiếm khi, nếu có, đọc một cuốn tạp chí thương mại nào về bảo hiểm nhân thọ được phát hàng tháng. Anh biết việc này cần phải thay đổi. Những thói quen giàu có đã giúp anh sáng mắt về các thiếu sót rành rành này trong đời sống sự nghiệp của mình.
Buổi sáng đầu tiên, Voynich cam kết sẽ đọc các tài liệu kỹ thuật 30 phút mỗi ngày. Trong vài ngày đầu, anh thật sự chật vật với cam kết này. Việc đọc với anh chẳng khác nào vặn răng. Nhưng mỗi ngày trôi qua, nhiệm vụ dần dễ dàng hơn chút. Sau một tuần, anh đã điều chỉnh thời gian đọc từ 30 phút lên 45 phút mỗi ngày và đọc thêm các tài liệu về sản phẩm. Anh cũng có một cuốn sổ ghi chép về các thực tế mới hay chiến lược bán hàng góp nhặt từ việc đọc. Cuốn sổ của anh bắt đầu kín dần. Anh thử nghiệm một số chiến lược bán hàng và có vẻ có chút may mắn. Anh bắt đầu có thêm khách hàng tiềm năng. Các cuộc hẹn gần như tăng gấp đôi. Anh thừa nhận với bản thân rằng không hề khó đạt được thành tích này khi đã có sẵn những thành tích chuyển đổi khách hàng tiềm năng trước đây của anh. Tuy nhiên, anh vẫn tự hào với thành tích của mình. Càng đọc nhiều, anh càng lên lịch hẹn thành công hơn và những chiến lược mới anh thử nghiệm cũng giúp tăng khả năng chốt đơn. Thói quen giàu có số 4 nói rằng tôi sẽ dành thời gian chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Sau khi đọc sách mỗi sáng, Voynich đều xỏ giày và ra ngoài chạy bộ. Anh đoán anh thừa gần 18 kg. Hầu hết số cân thừa này nằm ở vùng bụng và phần còn lại có vẻ làm nặng nề khuôn mặt anh. Ban đầu, anh chỉ có thể chạy bộ khoảng 1,5 km. Nhưng trong vòng 2 tuần, anh đã chạy được 3 km và không thấy quá khó khăn. 3 km tăng lên 4,5 km và cân nặng của anh bắt đầu giảm. Nhờ giảm cân nên anh quyết định ăn uống điều độ và bỏ thuốc lá. Cân nặng giảm càng tạo động lực để anh thúc bản thân hơn nữa và ăn ít hơn mỗi ngày. Không mất quá lâu để 4,5 kg biến mất khỏi thân hình anh. Cả vợ và con trai đều nhận ra anh giảm cân, khiến anh càng thêm hãnh diện. Tối đến, Voynich gọi điện cho các khách hàng trong cuốn danh bạ. Anh chưa bao giờ thích làm việc này trước đây, nhưng giờ anh đã thêm nó vào danh sách việc cần làm. Anh ghét gọi điện, nhưng anh vẫn cam kết gọi điện mỗi tối. Một vài cuộc gọi có tiến triển. Có một cuộc gọi đã mang lại cơ hội giới thiệu và anh đã nhận được một vụ làm ăn lớn. Hóa ra đó lại là một trong những vụ lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Như cởi tấm lòng, anh thúc bản thân gọi điện nhiều hơn mỗi tối. Thói quen này làm anh không còn thời gian lui tới quán nhậu nữa. Anh không thể làm hai việc một lúc. Và thêm vào đó, việc nốc chừng ấy bia, anh lấy lý do thế, sẽ làm hỏng bét chuyện giảm cân của anh. Sau khi gọi điện xong cho khách mỗi tối, anh tự thưởng cho mình một chầu bia có sẵn trong tủ lạnh ở nhà. Việc này sớm trở thành một nghi lễ không thể thiếu. Anh yêu thích chầu bia mỗi tối này hơn bất kỳ ly bia nào anh từng uống ở quán nhậu. Một ngày nọ, khi đến gần cuối tháng, Voynich được gọi vào phòng của vị quản lý. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Vị quản lý hỏi với nụ cười thoảng nửa miệng. Voynich chưa bao giờ thích bị gọi vào phòng sếp. Với anh, đó chưa bao giờ là một trải nghiệm tốt. Anh lo ngại đáp lại. Rất nhiều chứ, tôi đoán vậy. Tôi đang thử làm một số việc khác đi trong tháng này. Đó là lý do tại sao tôi gọi anh vào đây. Sếp của anh giải thích. Tôi vừa nhận được báo cáo sơ bộ của tháng này, doanh số của anh có tăng. Xem ra anh đã có một vụ lớn, nhưng thứ khiến tôi hứng thú không phải vụ đó, mà là những vụ khác nhỏ hơn. Ý ông là sao? Voynich đang nghiên cứu bản báo cáo cùng sếp của mình. Anh có khoảng một chục vụ nhỏ ở đây, các con số không lớn khi đứng riêng, nhưng cộng lại chúng khá ổn. Anh làm thế nào vậy? Voynich ban đầu ngần ngại không muốn tiết lộ với sếp về chương trình thói quen giàu có anh đang làm theo mỗi ngày. Đây là chuyện cá nhân với Voynich, nhưng sếp của anh có vẻ thực lòng quan tâm và sự do dự trong anh sớm biến mất. Anh nói qua với sếp về trải nghiệm anh đang trải qua. Vị sếp bị ấn tượng ngay lập tức. Tuyệt lắm, Voynich. Tôi nghĩ anh đang làm nên chuyện đấy. Vị sếp mở ngăn kéo tủ ra và trao cho anh một chiếc phong bì. Gì vậy? Voynich thắc mắc. Anh nhìn chiếc phong bì có ghi tên mình trên đó. Chiếc phong bì trông như phong bì lương anh vẫn nhận hàng tháng. Mở ra đi. Vị sếp giục. Nụ cười lớn kéo hết hai khóe miệng. Voynich mở phong bì và trước sự ngạc nhiên của anh là một tờ séc $1,000 được điền tên anh. Số tiền này là gì vậy? Anh hỏi trong sự ngỡ ngàng. Anh chưa bao giờ nhận được tấm séc nào từ sếp của mình trước đây ngoài đồng lương khiêm tốn. Anh đạt vị trí thứ 3 tháng này về doanh số. Vị trí thứ 3 là đủ điều kiện để anh được thưởng doanh số tháng rồi. Biểu cảm trên gương mặt Voynich cho thấy rõ anh đang rất sốc. Vị sếp nắm lấy bàn tay anh, kéo về phía ông và bắt một cái bắt tay thật chặt.
Đêm đó, Fort Ennis đưa cho vợ xem tấm séc. Anh vẫn cảm thấy tấm séc này thật khó tin là thực. Anh nói với vợ, anh chưa từng nhận được một tờ séc như thế này. Vợ anh ôm lấy anh và nói, hãy ăn mừng thôi nào, chúng ta ra ngoài ăn tối nhé. Fort Ennis suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp, không, không được, anh phải gọi điện cho khách hàng tối nay. Mình ăn mừng vào thứ sáu nhé, được không em? Chắc chắn rồi, không sao cả, chúng ta sẽ ăn mừng vào thứ sáu. Thưởng doanh số tháng dần trở thành sự kiện diễn ra thường xuyên với Fort Ennis. Sau đó, giá trị tờ séc ngày càng lớn dần khi anh từ vị trí thứ ba lên thứ hai và cuối cùng là vị trí thứ nhất. Anh thích thú vị trí số một này và làm việc chăm chỉ để duy trì nó trong hai năm. Sau nhiều tháng đạt doanh số cao nhất, Fort Ennis được sếp đề nghị đào tạo một số nhân viên khác trong văn phòng về những thói quen giàu có. Fort Ennis tìm đến J.C. Jobs và ông hào hứng ủng hộ ý tưởng này. Quyết định thực hiện khóa đào tạo hóa ra lại là một quyết định khôn ngoan. Trong một thời gian ngắn, lợi nhuận của công ty bắt đầu tăng nhanh khi hết nhân viên này đến nhân viên khác tăng doanh số. Fort Ennis có thể cho con trai anh học đại học và sau đó là sau đại học. Anh đạt được sự kiểm soát về cân nặng, chi tiêu và tiết kiệm. Fort Ennis tiếp tục lên cao trong công ty, đảm nhận ngày càng nhiều trách nhiệm hơn và tổ chức đào tạo những thói quen giàu có cho tất cả nhân viên mới. Lễ tưởng niệm J.C. Jobs. Các băng ghế đã kín người, nhưng dòng người vẫn tiếp tục đổ vào nhà thờ. Khi không còn chỗ trong nhà thờ nữa, đám đông tràn ra ngoài bậc thềm. Đám đông đưa tang đứng vòng vèo dọc theo lối đi bộ phía trước và ngang qua nhà thờ. Cả tòa nhà chật kín người. Chuông nhà thờ vang to nhưng chẳng thể nào lấn át tiếng rì rầm và nức nở của những người đưa tang. Một lễ sinh gấp gáp chạy ra ngoài với dây và loa để những người bên ngoài nhà thờ có thể tham dự buổi lễ bên trong. Ông ấy đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Một trong những người đứng bên ngoài nhà thờ nói với một người khác giữa những tiếng ồn ào. Tôi cũng thế. Một người khác nói với theo. Ngay lập tức, điệp khúc tôi cũng thế vang khắp bên ngoài nhà thờ. Người đàn ông lớn tuổi đứng dậy khỏi băng ghế trước bàn thờ và từ từ tiến tới bục phát biểu. Ông chỉnh lại chiếc kính đang đeo khi lấy ra tập giấy ghi chú. Hít một hơi sâu, ông ngước nhìn đám đông người đưa tang, rồi cúi xuống những tờ giấy. 3.500.000 người và còn tăng lên mỗi ngày. Đó là con số những người mà cuộc đời họ đã thay đổi nhờ J.C. Jobs và những người đi theo thói quen giàu có của ông. Hầu hết những người này có cuộc sống được cải thiện rất nhiều. Trước khi gặp J.C., họ tuyệt vọng, thiếu thốn tài chính, không khỏe mạnh và sụp đổ tinh thần. J.C. đã chỉ họ thấy con đường đến thành công. Cuộc đời họ và cuộc đời của gia đình họ đã thay đổi mãi mãi. Chưa một cá nhân nào thời nay có thể giúp chừng ấy cuộc đời thay đổi sâu sắc đến thế. Tôi hiểu những điều tôi đang nói. Tôi chính là người đầu tiên được J.C. giúp đỡ. Một khách hàng thất bại, trong tuyệt vọng khốn cùng, đã phải đặt câu hỏi, tôi đã làm gì sai? 45 năm trước, J.C. Jobs đã thay đổi đời tôi mãi mãi. Người đàn ông lớn tuổi rời mắt khỏi tờ giấy để ngước nhìn đám đông bên trong nhà thờ. Họ đều là các học viên hay học viên cũ của J.C. Ông biết điều đó. Mỗi người các bạn có thành công ngày hôm nay đều là nhờ người đàn ông tuyệt vời này. Giờ thì ông không đọc tờ giấy nữa. Mỗi người các bạn đều từng thất bại trước cuộc đời, không tiền tiết kiệm, không quỹ hưu trí, không tiền học đại học, không tài sản, không sức khỏe, không hạnh phúc và đau khổ với tình cảnh đời mình. Chuyện tài chính và tình cảm như sợi dây thừng quấn quanh cổ các bạn, kéo các bạn và gia đình các bạn đi xuống cho đến khi các bạn được giới thiệu đến tổ chức vĩ đại này của một người đàn ông và những thói quen giàu có của ông. Giờ các bạn đi xe đẹp, ở nhà đẹp, có căn hộ nghỉ dưỡng, tiền tiết kiệm hưu trí và tài sản cả đời tiêu không hết. Các bạn khỏe mạnh, hạnh phúc và hào hứng với cuộc sống. Tương lai của con cái và cháu chắt các bạn được đảm bảo. Chúng sẽ không bao giờ biết thế nào là muốn. Chúng sẽ không bao giờ biết thế nào là cần. Chúng sẽ không bao giờ phải đặt câu hỏi mình đã làm gì sai. Người đàn ông lớn tuổi thu lại tệp giấy ghi chép. Ông quay người, làm dấu chữ thập và đi thẳng đến cỗ quan tài nơi đặt thi hài của J.C. Jobs. Ông đặt hai bàn tay lên áo quan, cúi người và hôn nhẹ lên đó. Đám đông người cũng đứng dậy khỏi các băng ghế, xếp hàng lần lượt tiến đến hôn lên áo quan của J.C. Jobs. Về tác giả,
Tom Corley là người hiểu rõ sự khác biệt giữa giàu và nghèo. Ở tuổi lên 9, gia đình ông từ một gia đình triệu phú trở nên khánh kiệt chỉ qua một đêm. Khi trưởng thành, trong thời gian 5 năm, Tom đã quan sát và ghi lại các hoạt động hàng ngày của 233 người giàu và 127 người chật vật trong nghèo khó. Ông phát hiện ra rằng có một khác biệt rất lớn trong thói quen của người giàu, đặc biệt các triệu phú tự thân và người nghèo. Trong quá trình nghiên cứu, ông nhận thấy hơn 300 thói quen hàng ngày làm người có khác người không có. Kết quả nghiên cứu của ông có thể được tìm thấy trong cuốn sách bán chạy Rich Habits, Thói quen thành công của những triệu phú tự thân. Là một diễn giả năng động và tràn đầy cảm hứng, Tom đã đi khắp thế giới, tạo động lực cho những người tham dự tại các hội thảo ngành, các sự kiện doanh nghiệp, các trường đại học, các sự kiện đa cấp, cũng như các buổi thuyết trình và hội thảo tài chính của các tổ chức bán hàng toàn cầu. Ông đã phát biểu trên cùng sân khấu với nhiều nhà khởi nghiệp, chuyên gia phát triển bản thân nổi tiếng như ngài Richard Branson, Mark Victor Hansen, Robin Sharma, tiến sĩ Daniel Amen và nhiều người khác. Tom đã chia sẻ hiểu biết của ông trên nhiều kênh đài, cùng các chương trình truyền hình trong nước và trên thế giới như CBS Evening News, NBC News, Yahoo Financial Feed, Money.com, India TV, News.com Australia và nhiều kênh khác. Ông đã khiến nhiều thính giả trầm trồ trên các chương trình radio nổi tiếng của quốc gia, bao gồm Dave Ramsey Show, Marketplace Money và WABC. Xuất hiện trên vô số tạp chí như Money Magazine, Success Magazine, Entrepreneur, Flash Company, More, Epoca, tạp chí lớn nhất Brazil và Kiplinger's Personal Finance, cùng nhiều ấn phẩm trực tuyến khác bao gồm USA Today, CNN, MSN Money, Success.com, Inc.com và Huffington Post. Tom cũng là cây viết thường xuyên trên Business Insider và CNBC. Những quảng cáo trong nước đã thu hút chú ý của truyền thông quốc tế để Tom và nghiên cứu thói quen giàu có của ông vươn xa đến 27 quốc gia. Truyền thông phát thanh, các ấn phẩm online và truyền hình trên khắp châu Á, Nam Thái Bình Dương, châu Âu, Anh Quốc, Trung Mỹ và Nam Mỹ đều chia sẻ những thông điệp mạnh mẽ của Tom để giúp các bậc cha mẹ, ông bà, thầy cô và người lớn trở thành cố vấn thành công cho các thế hệ trẻ. Tom đã cho ra mắt cuốn sách thứ hai của ông là Rich Kids, How to Raise Our Children to be Happy and Successful in Life. Tạm dịch, cách nuôi dạy trẻ hạnh phúc và thành công trong cuộc sống vào năm 2014. Cuốn sách này đã thắng giải nhất hạng mục sách Self-Help của New York Book Festival 2015 và thắng giải nhì trong cuộc thi Writers Digest Self-Published Book Award Contest năm 2015. Năm 2016, Tom phát hành cuốn sách thứ ba, Change Your Habits, Change Your Life, tạm dịch, thay thói quen, đổi cuộc đời. Cuốn sách ngay lập tức trở thành sách bán chạy tại Mỹ, Canada, Australia và Anh. Cuốn sách này cung cấp khoa học mới nhất về thay đổi thói quen, cũng như nghiên cứu độc nhất của Tom về những thói quen cụ thể, giúp 177 con người bình thường đã lột xác thành các triệu phú tự thân. Năm 2017, Tom kết hợp với Michael Yanni, chuyên gia số 1 về bất động sản của Australia, để viết cuốn Rich Habits, Poor Habits, Thói giàu, thói nghèo. Nhiều cuốn sách của Tom đã được dịch sang các ngôn ngữ khác trên toàn thế giới. Tom cũng là một kế toán viên công chứng, được cấp phép CPA, chuyên gia hoạch định tài chính được cấp phép CFP và có bằng thạc sĩ về thuế, là chủ tịch của Certified and Company CPAs. Tom đứng đầu một trong những tổ chức tài chính hùng mạnh ở New Jersey. Các bạn ơi, vậy là chúng ta đã nghe xong hoàn toàn nội dung của quyển sách Rich Habits này rồi. Không biết rằng các bạn cảm thấy như thế nào? Cá nhân Uyên thì Uyên rất là thích nội dung quyển sách này bởi vì Uyên cảm thấy nó rất là gần gũi và nó rất là dễ hiểu nữa. Thì không biết rằng các bạn có cảm thấy giống như Uyên hay không? Rồi bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể áp dụng nó được vào trong cuộc sống của mình để cải thiện bản thân mình tốt hơn hay không? Bạn hãy để lại comment ở bên dưới chia sẻ ý kiến của bạn cũng như là có những góp ý gì cho cái cách mà Uyên chia sẻ sách nói cũng như là Uyên cần cải thiện cái gì
để mang đến những cái nội dung video tốt hơn hay không. Uyên rất là mong nhận được những cái ý kiến đóng góp đó của các bạn. Và để ủng hộ cho Uyên có thêm động lực mang đến những cái nội dung sách khác nữa thì các bạn hãy like video này nha, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh nè. Rồi đừng quên nhấn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Có như vậy thì mỗi lần Uyên up một video nào đó lên, YouTube sẽ gửi thông báo đến cho các bạn liền luôn. Bạn nhận được rất là nhanh và chúng ta có thể nghe một cách sớm nhất có thể. Rồi Uyên cũng thấy được là các bạn comment ở bên dưới những video trước của Uyên á, bạn có yêu cầu Uyên đọc sách này, sách kia, có rất là nhiều nội dung sách. Tuy nhiên thì Uyên cũng chia sẻ với các bạn là trong thời điểm hiện tại, nghĩa là thời điểm mà Uyên đang làm cái video này nè, thời điểm hiện tại thì Uyên chỉ có liên kết được với lại công ty Bizbook để mang đến những nội dung sách nói cho các bạn. Đa số những công ty sách khác họ không cho phép Uyên đọc sách nói ở trên YouTube, cũng như là không cho phép Uyên chia sẻ full hoàn toàn nội dung sách ở trên đó. Họ chỉ có thể cho mình review thôi, nghĩa là review, đọc sách đó xong rồi review lại bằng cái cảm nhận của mình thôi, chứ mình không được phép đọc toàn bộ nội dung sách nói lên trên YouTube. Cho nên là có những yêu cầu của các bạn gửi về cho Uyên á, bạn yêu cầu Uyên đọc sách này sách kia nhưng mà thực sự thì Uyên không đọc những sách đó được. Bạn thông cảm giùm cho Uyên nha, tại vì Uyên không có quyền để đọc chứ không phải là Uyên không muốn đọc mang đến cho các bạn. Cho nên là nếu mà bạn nào muốn góp ý là Uyên đọc nội dung sách nào đó thì phiền các bạn là chúng ta hãy coi sách nào phát hành bởi Bizbook thì bạn yêu cầu Uyên sẽ mang đến cho các bạn liền. Bất kỳ sách nào của Bizbook Uyên đều có thể mang đến cho các bạn được. Còn những công ty phát hành sách khác thì Uyên sẽ không được bởi vì Uyên không có quyền để đọc. Bạn cũng có thể thấy rằng Uyên rất là tâm huyết với những cái video này. Uyên bỏ thời gian ra Uyên đọc sách này và Uyên cũng cố gắng mình mang đến cái video chất lượng nhất. Cho nên là Uyên rất là tâm huyết với cái kênh này để Uyên có thể duy trì nó lâu dài hơn. Cho nên là để chúng ta có thể duy trì được lâu dài thì Uyên sẽ chỉ đọc những nội dung sách nào mà Uyên được quyền đọc, Uyên có tác quyền đọc thì Uyên mới đọc. Còn những quyển sách nào mà Uyên không có tác quyền thì Uyên xin phép các bạn, Uyên không thể mang đến cho chúng ta được nha. Cho nên là nếu mà bạn nào thích những nội dung sách của Bizbook, bạn hãy comment ở bên dưới, Uyên sẽ mang đến nội dung đó cho các bạn nhanh nhất có thể. Và bây giờ thì chúng ta đã hoàn thiện xong nội dung quyển sách Rich Habits rồi. Nếu bạn nào thích nội dung sách này muốn mua để sưu tầm hoặc là mua tặng cho người thân bạn bè thì bạn có thể click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video bên dưới. Chúng ta mua sách trực tiếp từ Bizbook để an toàn hơn cũng như là chắc chắn được chúng ta sẽ mua được sách chính hãng nha. Và video sắp tới thì Uyên sẽ chia sẻ cho chúng ta nội dung của quyển sách Tiền Đẻ Ra Tiền. Nếu bạn nào quan tâm đến nội dung này thì chúng ta hãy đón chờ video tiếp theo của Uyên nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh YouTube của Uyên. Xin chào và hẹn gặp lại.